Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên Youtube Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 86 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Chạch Chư Quay giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha Trước khi bắt đầu nội dung của tập 86 chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha Ở tập trước thì sau khi ma đã thành thục rồi thì đám người tán nhân đã nhào vô đánh Trong tán nhân có rất là nhiều tồn tại cường đại đã khiến con ma này phải tiên kế tiểu kế để thoát thân từ dưới lòng đất. Cái đám tán nhân này thế vậy đã đuổi theo à, Trần Thực bên này thì đứng trên đầu của Mân Gian lao Lão đang chạy trốn khỏi cái đám cường giả quan lại ở Củng Châu thì trong lúc đuổi giết à, Trần Thực đã được Sa Bà Bà cứu giúp nhưng mà lúc cái đám Sa Bà Bà trở lại tìm thì không thấy Trần Thực đâu nữa bởi vì hắn đã bị cái lão ăn mày bắt đi cái lão ăn mày này vì để thoát khỏi truy đuổi của đám người Sai bà, bà cho nên đã đánh chết Trần Thực nhưng mà sau khi Trần Thực chết rồi á thì cái tồn tại nguy hiểm trong cơ thể của của Trần Thực á bắt đầu thức tỉnh à, rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 86 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha các đạo hữu nhớ nhấn like uh, chia sẻ bình luận và đăng ký kênh ủng hộ thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha Sa bà bà, Tiêu Vương Tôn cùng với đại hán sau cây nón Ba người ngửa đầu, nhìn thấy bầu trời vừa mới sáng sủa Lại đột nhiên trở nên tối đen bóng tối không rõ. Trong thành chỉ còn lại có nguyên thần của đại quan Cũng Châu và tán nhân, tu sĩ hoặc là thần quan phát ra từ thần kham, thần thay, kim đan, nguyên anh. Còn có những đạo pháp thuật phát ra quan mang, thỉnh thoảng cũng chiếu sáng bầu trời mờ tối. Khói mắt xa bà bà kịch liệt nhảy lên, lẩm bẩm, nói Các người có cảm thấy được có một cỗ lực lương kỳ dị đang xâm lấn đạo tâm của các ngươi dẫn dẻo tầm nhìn của các ngươi không hả ờ đâu có thấy gì đâu đại hãn sau quay nón nói tới đây đột nhiên nhìn thấy tiêu vương tôn có một cái loại dục vọng săn mồi loại dục vọng này hắn đè nén đã lâu từ sau khi tu luyện thành công hắn đã từng chưa từng bao giờ ăn huyết thực nhưng mà hôm nay cái loại dục vọng này lại bị đánh thức. Bà bà, ta có thú tính rồi. Đại hán râu quai nón, cả kinh, kêu lên. Sẽ bà bà lập tức xoay người, chạy về phía sông Mân, nhanh chóng nói. Tiểu thập đã chết rồi, hồn phách cũng đã rơi vào trong âm phủ. Trong thân thể, có cái thứ gì đó đi ra, mà tính nhiễu loạn đạo tâm của các ngươi. Hắc qua, mau đi tìm hắc qua. Tiêu vương tôn bước nhanh đuổi theo lão bà Trong lòng tự hỏi Tiệm hất quá Là tìm người chịu trách nhiệm sao Hắn lập tức tỉnh ngộ Bà bà muốn nói tới con chó mực Luôn cười hiếp mắt kia của nhà Trần Thực Hắn từng ở nhà Trần Thực dưỡng thương một thời gian Cũng thường xuyên có thể nhìn thấy được một con chó mực tà túy này Rõ ràng, rất là kỳ quái Lại làm cho người ta cảm giác rất là bình thường Tìm hất qua làm gì Hắn đi theo xe bà bà Và đại hán rầu cây nón Trong lòng tự hỏi Bọn họ đi tới phụ cận sông Mân Đại hán rầu cây nón xa xa Nhìn thấy ngọc đường chủ Hồng Sơn Đường Lập tức hai mắt sung quyết Ánh mắt trở nên đỏ như máu Đột nhiên hiện ra chân thân thiên hồ Hư hư kêu to nhào về phía Ngọc Thiên Thành Kêu lên Ơ thỏ ta muốn ăn thịt thỏ Ngọc Thiên Thành đang thủ hộ đám người Hồng Sơn Nương Nương mừng gian lao lão để rút lui. Nhìn thấy hắn nhào tới, nhanh chân bỏ chạy, nhảy như bay. Đại hãn sầu cây nón, đuổi theo không nở. Tiêu Vương Tôn trong lòng giật mình. Hắn đã bị mà tính giọng phát thú tính rồi. Vì trước, giọng nói của Sa Bà Bà truyền tới. Không cần để ý tới hắn, trước tiên phải đi tìm được hát qua. Hiện giờ, Lý Thiên Thanh cùng với Hắc Hoa Đều không ở trên đỉnh đầu của Mân Giang Lão Lão Không biết đã đi tới nơi nào rồi Tiêu vườn tường bước nhanh đuổi theo Nói Bà bà Tại sao không dùng cái loại pháp thuật truy hồn Đi tìm kiếm Hắc Hoa Pháp thuật truy hồn của ta Không khóa được cái con chó này Sao bà bà nhanh chóng nhìn trung quanh Nói Nó có quyết mạch kỳ lạ Không phải là một con chó bình thường Trong quyết mạch của nó có một chút lực lượng đã thức tỉnh cơ thể che đẩy pháp thuật của ta tiểu nha đầu hất qua ở chỗ nào vậy hồng Sơn nương nương nghe vậy chỉ về phía bên kia mặt sông sao bà bà lập tức vượt sông đuổi theo trên mặt sông mân thanh dương còn đang liều mạng với 13 ba quan lớn cũng chồng mọi người trong lúc vô hình đều đã bị ma tính ảnh hưởng ra tay không cố kỵ nữa thanh dương hiện ra chân thân Hai cái sườn dê khi thì ở trong tay, khi thì bay ra. Ở trong tay thì tựa như là hai cái thanh loan đao dài ngắn hơn 10 trượng. Đại khai, đại hộp, không thể phá quỷ. Phóng ra giống như là phi tiêu tự bay trở về. Lúc tới, lúc lui, phạm vi bao phủ cực rộng, đánh đầu thằng đó không gì cản nổi. Nhưng mà tu vi cô hắn dù sao cũng cao hơn nữa, thì thân thể có mạnh hơn nữa. Khi mà đối mặt với 13 cái vị quan lớn cũng châu này, cũng có một chút một cây khó chống đỡ. Những quan to này nguy hiểm nhất chính là tiếu diện và hồn viên. Và hồn viên lay động, cho dù là hắn cũng sẽ bị đánh bay. Sa bà bà rơi xuống bên kia sông Mân, nhanh chóng liếc mắt nhìn một cái, phát hiện thanh dương không có gì đáng ngại. Trong khoảng thời gian ngắn không tới mức bị bồi ba cái quan lớn này đánh chết. Thầm nghĩ, tìm được hắc hoa quan trọng hơn. Lão bà một hơi thổi qua. Nghiêm Cửu Linh đột nhiên chỉ cảm thấy liệt quả thiêu tâm. Chỗ trái tim dĩ nhiên là hiện ra một đóa hoa sen lửa, hừng hực, thiêu đốt. Nương theo một hơi này của sa bà bà, thế lửa càng thổi, càng thịnh vượng, giống như là muốn đem trái tim của hắn đốt thành cho bụi. Nghiêm Cửu Linh đang hạ sát thủ đối với Thanh Dương, thì đột nhiên cái tim đau nhất. Nhớ tới lúc tiểu lão thái bà kia kéo bọn họ xuống âm phủ bọn họ đã biến thành trạng thái xương trắng thì tiểu lão thái bà này ở trong trái tim của hắn đã trồng xuống một đó sen lửa sau đó âm sai đem bọn họ đánh trở về dương gian thân thể khôi phục hoa sen lửa vẫn là không có dị động hắn vốn tưởng rằng hoa sen lửa đã biến mất không nghĩ tới là phát tác vào lúc này <laughs> một chiêu thần thông đã muốn giết ta hả nằm mơ đi nguyên thần của hắn đã trở về Nguyên thần đưa hai tay nắm chặt vào trong cơ thể Thủ hộ trái tim Chống cự hồng liên nghiệp hỏa Nhưng vừa rồi Bị hoa sen lửa đốt cháy Vẫn là làm cho hắn bị thương nặng Nghiêm cửu linh Chỉ cảm thấy bản thân mình hơi điều động khí quyết một chút Thì trái tim lập tức muốn nổ tung Lúc này cắn chặt răng Rời khỏi chiến trường Chạy tới trên bờ Điều động pháp lực của mình Toàn bộ ngăn chặn hoa sen lửa <laughs> trái tim của người thật là thú vậy một tiếng cười khẽ chuyện tới nghiêm cửu linh quay đầu nhìn lại hơi ngẩn ra lại là tiểu tú tài không muốn sống này đi về phía hắn chính là trần thực ở trong mắt nghiêm cửu linh chính là một kẻ gây họa nếu không có người này mô tưởng giữa hồng sơn đường và thiên mẫu hội cũng sẽ không bộc phát nếu không có người này Hồng Sương Nương Nương và Mân dân Lão Lão cũng đã sớm chết rồi. Tú tài này lại còn dám nghiêng ngang đi tới. Quả nhiên là đọc sách ít, không biết cái chữ chết có mấy nét bút sao. Hắn vừa nghĩ tới đây, thì bỗng nhiên trần thực đã đi đến bên cạnh hắn. Trong tay cầm lấy trái tim, phía dưới trái tim chính là một đóa hoa sen lửa. Nghiêm Cửu Linh ngơ ngẩn, cúi đầu nhìn về phía ngực của mình. Ngực của hắn phá ra một cái lỗ lớn, đang rỉ máu, trái tim không cánh mà bay. Trần Thư cười, nói <cười> Nghiệp quả hồng liên, thần thông không tồi. Ở Dương gian lại còn có người cái trình độ kinh người như vậy hả? Dạ, trả lại trái tim cho ta. Nghiêm cửu linh quá tơ một tiếng, đưa tay chụp lấy trái tim trong tay của hắn. Trần Thực mặt mang một nụ cười nghiền ngẫm, trái tim trong tay đột nhiên bị đốt thành tro tàn bên trong hoa sen lửa. Nhưng mà vẫn duy kỳ trạng thái hình trái tim Hứ, Trả lại cho ngươi nè Hắn đem trái tim bị thiêu thành tro tàn Nhét về lòng ngực của nghiêm cửu linh Nghiêm cửu linh há to cái miệng học máu ra Tự biết là tính mạng đã tuyệt rồi Đột nhiên huy động vạn hồn phiên Nhìn thấy tác dụng của vạn hồn phiên hóa thành đầu lông máu Mình mông chi kính bầu trời hướng trần thực đánh tới Trần thực hai mắt tỏa sáng Đột nhiên há miệng Cái miệng nhất thời trở nên vô cùng khổng lồ cái cầm áp sát mặt đất hai cái bên quay hàm thì một bên áp sát phòng ốc ở bên đường phố đem phòng ốc chen tới kẻo kẹo, kẹo rung rộng, một bên kia thì chen tới trên mặt sông môi trên của hắn đi tới chỗ cao hơn 10 trượng há miệng hít một hơi nhìn thấy hơn vạn cái đầu lâu máu trong và nguồn phiên bị hắn một hơi hít vào trong miệng cho dù là ăn bánh đậu xanh cũng không có sảng khoái như vậy sắc sắc trần Thực ngậm miệng lại cái đầu khôi phục lại kích thước bình thường nghiêm cửu linh cầm vạn hồn phiên uy lực của vạn hồn phiên đã tiêu tán bên trong không còn một oan hồn cường đại nào cả tất cả đều đã bị thiếu niên trước mắt này ăn sạch sẽ không còn một mảnh chồng bảo chấn thủ cũng trâu thành cứ như vậy mà biến thành một lá cờ trắng trước mắt hắn tối sầm thân thể tử vong tinh khí trong nguyên thần bắt đầu tiêu tán đồng thời bị một cỗ lực lượng lớn lao dẫn dắt rơi vào trong âm phủ trong âm phủ âm sai vừa mới đưa bọn họ trở về dương gian kia mang theo cái ngọn đèn đồng ánh đèn chưa rọi mà tới tiếp dẫn hồn phách của hắn nhưng mà vào lúc này đột nhiên có một cái đầu lưỡi thật là dài quăng vào trong âm phủ báo lên một tiếng đem nguyên thần của nghiêm cửu linh quấn lại nghiêm cửu linh quảng sợ muốn chết kêu lên cứu ta Bá một tiếng Cái lưỡi dài kia đem nguyên thần của hắn Kéo về dương gian Âm sai thấy vậy cũng lại giận tím mặt dám cỡ gần phớ hư quy cũ của âm dương lưỡng giới Thật là to gan Hắn chiếu một đạo ánh đèn tới Cánh tượng dương gian xuyên thấu Chỉ thấy trần thực mở miệng to như là chậu máu Đem nguyên thần của nghiêm cửu linh Một ngụm nuốt xuống Ánh đèn chiếu tới Muốn cứu nghiêm cửu linh không ngờ Trần Thực tiến lên một bước Cái đầu thò về phía trước Ánh mắt trong trẻo Bắn ra ma quang Đối chiếu với, với ánh đèn của y Trên phong xuyên hạ Chuyên đến một tiếng nổ rầm rầm Thuyền nhỏ bị chấn động bay ngược hơn 10 dặm Y bạo của âm sai tung bay Tóc dài bay múa Lộ ra cái dung mạo cổ quá như là mặt ngựa Hử? Ừ, ma thận Mã diện âm sai Kinh ngạc không hiểu Dường dàng lại có ma thận đang lẫn chúng Sớm biết là như vậy Sẽ không đem mấy cái tên này đưa về dương gian rồi Từng thủ quỳ cũ Ngược lại là sẽ phá hư quỳ cũ Trần thực Nuốt nguyên thần của nghiêm cửu củ đinh vào Hung tính đại phát Há to cái miệng Dùng sức hít một hơi Và hồn phiên trong tay của đám người Phía tiên chính lại không ổn định được Một đám đầu lâu máu từ trong phiên Lập cập lập cập bay ra Rơi vào trong miệng của hắn Trên mặt sông hai vị quan lớn cùng với Thanh Dương cũng chính là chân đứng không vững, chỉ cảm thấy nguyên thần lại bị một cũ lực lượng quỷ dị nào đó khó có thể lường được hút lấy, lôi kéo bọn họ đi về phía bờ. Hô lên một tiếng. Tam Diện và Ngôn Phiên tại trong cái thời khắc ngắn ngủi, tất cả quan hồn lập tức bị hút đi. Nguyên bản ma khí sâm sâm trên mặt Phiên, giờ phút này trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, nói không nên lời. Quan phủ Cũng Châu tế luyện không biết là bao nhiêu năm mới luyện ra được mấy cái mặt vàng hồn phiên này là hay toàn bộ hô bị phế đi uy lực không còn sót lại chút gì mọi người sắc mặt hoảng sợ kiệt lực ngăn chặn nguyên thần ruột rịch trong cơ thể thanh dương là vốn đang liều mạng với bọn họ nhưng mà giờ phút này cũng bất chấp liều mạng nữa mà liều chết đem nguyên thần khó ở hơi trong thân thể các bước vô cùng gian nan đối kháng lực hút đi về hướng ngược lại tu vi của hắn nếu mà so với đám người phía thiên chính hạ sơ lễ thì cao hơn rất nhiều nếu không cũng không có khả năng đối kháng với những quan lớn cũng trong này lâu như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy mỗi một bước đi ra khỏi đều gian nan vạn phần giống như là cổng thái sơn đi về phía trước đột nhiên chà mã sứ cố bình an có tu vị yếu nhất rốt cuộc không ổn định được thân hình thân bất do kỹ bay lên bay về phía trần thực Hắn hoảng sợ muốn chết Bay tới trước người trần thực Cắn răng thúc giục pháp thuật Dẫn động lơ đình hướng trần thực oanh xuống Trần thực chúng mấy chiều pháp thuật Không thèm để ý Cười nói Ta không ăn máu thịt Hắn nhúng tay bắn ra Y phục quanh người cố bình an nổ tung Máu thịt tách ra Chỉ còn lại có xương trắng và nguyên thần Trần thực khoát tay áo Xương trắng cũng tự bay đi Chỉ còn lại có nguyên thần vì vậy mở to miệng Lưỡi dài vung ra Trên vong xuyên hà Âm sai lại chiếu ánh đèn tới Từ lỗ thủng chiếu vào trong trần thực Cấp đột nguyên thần của cố bình an Lần này Đã đánh cho trần thực trở tay không kịp Ánh đèn kia lại cướp đi nguyên thần của cố bình an Dẫn tới âm sai Trần thực tướng mạo hung ác Kêu lên <laughs> Nếu không phải là ta chết giả chạy ra khỏi âm phủ Nhất định Là người sẽ chết không có chỗ chôn hắn hùng tính đại phát xoay người nhảy lên rơi ở phía sau tuần phủ phi thiên chính tay như là móng vuốt sắc bén cắm vào trong đầu phía thiên chính xì một tiếng đem nguyên thần của gã từ trong da thịt kéo ra nhét vào trong miệng Phía thiên chính trừng lớn hai mắt hai tay tạo thành vẻ kích động nhưng mà thân thể lại cứng đờ tại chỗ trái tim gã vẫn còn đang đập khí tức vẫn còn đó nhưng mà người đã chết chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng Trần Thực bước ra, thân hình xoay trọn trên mặt sông. Một tiếng răng rắc cắm vào trái tim của Hạ Sơ Lễ, kéo nguyên thần và trái tim của y ra khỏi cơ thể. Đám người trương tuần án, dương đô chỉ quy sứ, ra sức thúc giục pháp thuật, tế lên pháp bảo, ý đồ phản kháng. Nhưng mà từng người đứng không vững thân hình. Hoặc lại bị kéo tới bên người trần thực, một chiêu đánh chết, ăn tươi nguyên thần. Hoặc lại bị trần thực tiếp cận, cũng ăn tươi nguyên thật. Trong khoảnh khắc, trần thực ở trên mặt sông, thân hình chớp động, giống như là quỷ mị. Tiếp theo, chính là thi thể của 12 vị quan lớn lần lượt rơi xuống nước. Thấy giám trấn thủ sầm học phú, cố gắng chạy trốn, cũng không thể chạy thoát được vận rủi để bị trần thực bắt được nuốt luôn nguyên thật. Mặt sông hoàn toàn yên tĩnh. Một đôi mắt quan rơi vào trên người trần thực đứng ở hơi giữa sông hồng sương nương nương cùng với mân dân lao lão đứng ở trên đầu trồng hắt lý lông hoảng sợ nhìn một màn này <laughs> thật sự là đồ tốt là đồ tốt bên bờ sông truyền đến cái tiếng vỗ tay chỉ nghe một giọng trẻ con thanh thúy vang lên khen ngũ hồ tán nhân thật sự là không tệ ha khó tránh có thể sưng hùng trong tán nhân nhiều năm như vậy không mà dám can đảm chăm chọc. Hắn đã đặt một thứ không dậy nổi trong cơ thể của tồn nhì hắn. Một thư sinh liên đeo thùng sách. Trong thùng sách có một đồng tử đang ngồi. Thư sinh đi tới, đồng tử vỗ tay, liên tục khen ngợi, cười, nói. một con ma thành thục, ngũ hộ tán nhân lấy từ đâu tới chứ? Làm sao lại đặt ở trong cơ thể thi giải tiên? Trần thực say người, mặt hướng về phía hắn, liếm điếm môi, cười nói. <cười> giật nhỏ, Ngươi tới xem một chút, không phải sẽ biết sao? Ừ, giật nhỏ sao? Đồng tử kia cười canh khách ra tiếng, âm thanh bé nhọn. <laughs> Ngũ hồ tán nhân cũng không dám gọi thiên dương đồng tử ta là giật nhỏ, mà ngươi lại dám gọi ta là giật nhỏ. Hắn đột nhiên từ trong thùng sách nhảy ra, giống như là lưu quan, đánh về phía trần thực. Từ vì cô hắn hùng hồn vô cùng đã tu luyện đến Nguyên Thần Hoàng Hư Cảnh, chỉ kém một bước nữa chính là Đại Thừa. Cảnh giới Đại Thừa này trên đời cũng có, nhưng không phải dễ dàng có thể đặt chân. Nhưng có thể tu luyện đến Nguyên Thần Hoàng Hư cũng là cực kỳ không dậy nổi. Nguyên Thần Hoàng Hư chỉ chính là Đại Cảnh Nguyên Thần hóa thành hư không, tâm thần điều hóa, pháp thân đều quên nhập định chín năm thời nam tống có đạo chi sĩ lý đạo thuận có nói chín năm nhập định nói chính chính là nhập định chín năm luyện thành nguyên thần hoàng hư tu thành đại cảnh hư không vào cái năm đầu tiên của đại minh có đạo sĩ tên là trương tam phong có nói trăm năm đạp phá hư không sẽ cùng với thái hư đồng thể sau khi luyện xong đại cảnh hư không đạp phá hư không lập tức tới đại thừa. Nếu là chín năm không cách nào luyện thành đại cảnh hư không hoặc là không cách nào đạp phá hư không được thì còn có cơ hội trăm năm nữa. Dùng thời gian trăm năm để đạp phá hư không thì mới có thể có duyên tiến vào trong cảnh giới đại thừa. Nhưng đại bộ phận tu sĩ hoàng hư cảnh đều bị vây công ở trong cảnh giới này. Đại bộ phận tu sĩ tới cảnh giới này ít nhất cũng đã đến năm 60 tuổi. 9 năm nếu không cách nào đột phá Thường thường sẽ không cách nào sống thêm được trăm năm Tự nhiên là sẽ chết Thiên dương đồng tử lại là một vị số khác Lúc hắn còn là một đồng tử Mà đã tu luyện đến cảnh giới nguyên thần hoàng hư Cho dù là 9 năm không thể đột phá Thì hắn sống thêm trăm năm nữa Nghĩ tới cũng có thể làm được Hai người va chạm Sắc mặt thiên dương đồng tử chợt biến Bay ngược đi Thình thịch thình thịch liên tục đụng xuyên qua từng cái tòa nhà, xuyên qua từng con đường rầm rầm một tiếng, đập vào tường thành củng châu, khảm vào trong vách tường dày nặng. Khóe miệng của hắn chảy máu, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mở to, mắt nhìn lại, nhìn thấy thân ảnh trần thực đột nhiên mơ hồ. Khi nhìn thấy rõ ràng, thì đã tới trước mặt của mình rồi. <laughs> Tiểu đồng tử, ngươi sống ba kiếp rồi. Trần thực vương tay chụp lấy hắn, cười nói. <cười> để ta xem ba kiếp này của ngươi là ai bàn tay của hắn nắm lấy thiên dương đồng tử chỉ cảm thấy một thân tinh khí thần thông bị khống chế trần thực lại dọc theo hồn phách của hắn hồi tướng lại tam sinh của hắn bá một tiếng ký ức ba đời của hắn giống như là đèn kéo quân chiếu rọi trên không trung thiên dương đồng tử sắc mặt tái nhợt hắn có bí pháp một lần lại một lần chuyển thế mới tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Vốn cho rằng không có người nào có thể nhìn thấu được gót chân của mình, không nghĩ tới lại bị bại lộ ở giờ khắc này. Nhưng vào lúc này đây đột nhiên tiếng đàn vang lên, nhạc sư áo xanh sừng sững trên không trung, áo xanh phiêu đảng, từ trên cao nhìn xuống gãy dây đàn. Tiền đạo âm luật, hóa thành thiên nữ bồng bềnh đảng đảng từ trên trời giáng xuống, vây quanh trần thực. <laughs> Pháp thuật cũng không luyện rõ ngươi còn muốn chơi đàn trần thực một chưởng đánh ra nhờ sư áo xanh lăn lộn bay lên không trung thiên nhiên đồng tử cao giọng kêu lên tất cả tán ngăn ở trong thành nghe đây mà thằng này rất là lợi hại nếu như mọi người tự chiến sẽ mất mạng thôi cùng nhau ra tay hắn vừa mới dứt lời thì trên không trung từng đạo thân ảnh chớp động xuất hiện bốn phía trần thực trên đường phố còn không ngừng có tán nhân các bước đi ra. <laughs> mười năm ly tán như một giấc mộng, lại tu đầu đường chả ma hùng. Một tu sĩ áo tím cười ha ha, cao giọng nói. Tại hạ là đạo thiên thu, mười năm trước từ biệt, hôm nay gặp lại, Chỉ từng nghĩ sẽ cùng nhau xuất thủ trả ma. Lời của hắn còn chưa có dứt, chân thực đã xuất hiện trước mặt của hắn rồi một chưởng tác ở trên mặt hắn Đạo thiên thu không kịp né tránh thừa nhận một cái tác này bị tác tới cái cổ vặn vẹo thân hình xê tròn như là một con quay bay ra đập ở bên ngoài mấy dặm Hừ. giết ta thì giết ta đi đọc thơ cái mẹ gì chứ trần thực phun ra một ngụm Hừ. chó má không thông bên ngoài thành cũng châu dọc theo phía đông con sông đi tới trăm dặm có một quyền thành xây trên Quế Sơn bên bờ trái của sông Mân, gọi là quyền thành Quế Sơn. Ngày hôm đó, có một hòa thượng trẻ tuổi đi bộ tới. Bên người có một thiếu nữ giá người thước tha uyển chuyển đi theo. Trên mặt có cái mạng che mặt, khuôn mặt xinh đẹp như ẩn như hiện, dẫn tới mọi người nhau nhau ghé mắt. Đương nhiên, phương hướng cũng trong chuyện đến tiếng vang hùng vĩ. Vô trần hòa thượng vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi trợn mắt há hốc miệng. Chỉ thấy một màn trời màu đen thật là lớn Từ trong cũng châu thành Từ từ dâng lên Trải ra phía ngoài Đem cái vùng đất bốn phía bán kính trăm dặm Toàn bộ bao phủ <laughs> Quả nhiên là có kẻ ngu sững Động tới chân thức. Ma nữ vì thành niên ứng như mộng Ha ha cười nói <cười> May mắn chúng ta đi nhanh Nếu không bị ma trong cơ thể của hắn nhận thấy được mùi của ta Chỉ sợ chỉ tìm tới ăn thịt ta mất Vô trần hòa thượng giật mình nói: bên trong cơ thể trần thực có ma sao? Ứng như mộng nói: ta nhìn thoáng qua một mảnh đông nghịch trong bóng tối có mấy trăm con mắt nhìn chăm chăm ta. cái tên đi ra khỏi trong số đó hẳn là yếu nhất. càng đi vào bên trong thì lập tức càng cường đại hơn. Vô trần hòa thượng nghiêm nghị: trong ma vực một mảnh đen kịnh chỉ có trong thành Củng châu còn có ánh sáng. Đó là do nguyên thần, thần kham, thần thai Cùng với pháp thuật của rất là nhiều cao thủ tản mát ra ánh sáng Thiên dương đồng tử, nhạc sư áo xanh, đạo thiên thu Ba cái vị tán nhân lập tức tự phụ sáng tạo Làm cho tất cả tán nhân trong thành đều là trong lòng nghiêm nghị Lúc này trên không chung có 10 tán nhân Trên mặt đất có 12 tán nhân Tính ra cũng có cỡ 22 người Tán nhân tù hội cũng còn cỡ mấy ngày nữa bởi vậy có rất là nhiều tán nhân để đi đến hoành công sơn vụ lĩnh trước khi tụ hội bắt đầu đều sẽ đặt chân ở cũng châu cũng có một số tán nhân sẽ đi tới hoành công sơn trước một bước tìm bằng hữu thăm bạn bè bọn họ đều có thành tích kinh người ở các lĩnh vực khác nhau hơn nữa còn lấy thành tựu của mình làm kiêu ngạo ví dụ như nhạc sư áo xanh thì am hiểu âm luật coi âm luật là trân bảo so với tính mạng của mình còn quan trọng hơn trần thực nhục nhã hắn ngay cả pháp thuật cũng đều không luyện rõ sống để chơi đàn là uổng phí thời gian cái điều này khiến cho hắn tức giận tới gần chết tu sĩ áo tím đạo thiên thu tự cho là học vấn cao thâm nhưng mà trần thực lại nói thơ của hắn chó má không thông thiên dương động tử tự cho là không ai có thể bắt được bước chân của hắn lấy cái tuổi hài đồng tu luyện đến hoàng hư cảnh vấn đỉnh đại thừa nhưng lại bị trần thực bắt được quá khứ tam thế kiếp trước và kiếp trước nữa đã trải ra như là đèn kéo quân khiến hắn mất hết thể diện cá nhân thường thường rất là cố chấp ham thích thăm dò bí mật tây ngô tân châu nghiên cứu các loại đạo pháp thần thông bởi vì có chấp niệm cho nên thành tựu nổi bật người thông minh luôn tâm cao khí ngạo tính cánh có nhiều thiếu sót cái con ma trần thực này dường như là có thể rõ ràng cảm thấy được nhược điểm đạo tâm của bọn họ tiến hành công kích, làm cho đạo tâm của bọn họ hao tổn, thấp thỏm không yên. Trần thực quét mắt về phía cái đám tán nhân lơ đễnh cười, nói Vừa mới xuất thế, đã có thể gặp được các ngươi, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Thân hình của hắn được như mơ hồ, sau một khắc xuất hiện trước người của hàng công vọng thò tay kéo một cái nguyên thần của hàng công vọng chấn động lại bị hắn kéo ra khỏi thân thể trần thực há to miệng muốn đưa hàng công vọng vào trong miệng một người ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy đầu của trần thực đột nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều lần so với thân thể đừng nói là nuốt nguyên thần của hàng công vọng vào chứ dù là đem bọn họ hết thể nuốt vào cũng bất quá chỉ là cái chuyện một ngụm Hàng công vọng cười lại một tiếng Từ hư không sinh ra có lôi đình Vô số lôi đình từ quanh thân thể diễn sinh xoay tròn nở rộ ở phía ngoài Trong khoảnh khắc có kích thước đến mấy mẫu Quét qua trên người trần thực Lôi đình kia là âm lôi Lôi đình bình thường gọi là dương lôi Ẩn chứa dương khí không thể phá quỷ Rất giỏi phá tan hết thể các vật âm tà Mà âm lôi lại là lôi đình của âm phủ Ẩn chứa khí tức chí âm Phá quỷ dương khí như là bẻ gãy nghiền nát Một đạo lô định lập tức có thể tổn hại đến tính mạng con người Tước tu vi của người ta Tu sĩ bình thường tu hành Đều là đem âm khí trong cơ thể Luyện được càng nhiều thì càng tốt Như là kim đan, nguyên anh, nguyên thần Ai cũng là như vậy Đợi tới khi nguyên thần tu thành thuần dương Sẽ không sợ cửu dương chính khí của thiên lôi nữa Lúc độ kiếp cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều Nhưng nếu là bị âm lô đánh trúng thân thể thuần dương thiên tân vạn cổ rèn luyện nhất thời sẽ bị phá đi tu vi bị tước có thể nói là âm tổ vô cùng hàng công vọng chính là có trình độ hơn người về cái phương diện âm lôi âm lôi đi qua đánh trần thực trong tô ngoài tê thoải mái nói không nên lời hắn đem nguyên thần của hàng công vọng đưa vào trong miệng tu vi của hàng công vọng mạnh mẽ đã chém nguyên thần tam thi tu thành nguyên thần thuần dương lập tức nguyên thần trở nên vô cùng khổng lồ hai tay chống đỡ cái răng trên của trần thực còn hai chân thì chống đỡ răng dưới của trần thực ý đồ làm cho hắn không thể nào nuốt trôi bản thân của mình công kích của những tán nhân khác dĩ nhiên đã tới trước mặt âm lực của nhạc sư áo xanh giống như là lưỡi dao vô hình cắt ở phía sau trần thực phát ra cái tiếng vang cộp cộp đem y phục của hắn cắt đứt ra làn da lại là chỉ lộ ra vài cái đạo dấu vết trắng như tuyết nhưng mà da cũng chưa có rách Chứng lực của Thiên Dương Động Tử vọt tới, Trần Thực giơ tay ngăn cản, Thiên Dương Động Tử lại một lần nữa bay ngược mà đi. Trần Thực dùng cái đầu lưỡi cuốn lấy hạng công vọng, dùng sức kéo vào trong bụng, vỏ răng trên dưới dùng sức đè xuống, đồng thời lật tay ấn xuống, cùng điều mạng một cái với Tào Đạo Nhân, không tự chủ được lùi về phía sau một bước. Tào Đạo Nhân quát to, nguyên thần sừng sững ở phía sau, hình thành nên đại cảnh hư không. Trong đại cảnh hư không có đạo môn động thiên, nhật nguyệt song song, núi non tú lệ, cảnh sắc như là tranh vẽ. Cái gọi là đại cảnh hư không thì ở trong đạo môn được gọi là động thiên, còn ở Phật môn thì gọi đó là thế giới cực lạc. Tu sĩ tu luyện đến bước này đã ngang hàng với thần tiên. Nguyên thần hoàng hư luyện thành đại cảnh hư không, hình thành động thiên phúc địa hoặc là tạo ra linh sơn tới cực lạc. Tạo đạo nhân chính là tồn tại hoàng hư cảnh. Tuy trận không thể chín năm đạp phá hư không để tiến vào trong đại thừa cảnh, nhưng mà công lực thâm hậu tới cực điểm, so với thiên dương đồng tử còn hùng hồn hơn rất là nhiều. Chuyện thứ nhất đã bị trần tật tiếp được, lập tức tiến lên một bước. Chuyện thứ hai lật lên, rơi xuống. Trong đại cảnh hư không của hắn, có đạo quan đại phóng, toàn bộ lực lượng trong động thiên phúc địa đều bị điều động một kích rơi xuống lập tức tương đương với lực lượng đè xuống của một tiểu thế giới trần thực lại tiếp một kích này thân thể đại trấn lại một lần nữa lui về phía sau một bước tạo đạo nhân quá to như sấm tiến thêm một bước lại một trưởng lật lên hạ xuống trần thực tiếp nhận cái trưởng thứ ba lui thêm một bước nữa rốt cục đã kéo được nguyên thần của hàng công vọng vào trong bụng khen <laughs> người luyện bản thân rất là giỏi. Tào Đạo Nhân há to cái miệng học móng, khí tức suy bại. Hắn xứng ba chiêu, không thể đã thương được trần thực một chút nào, bản thân mình thì lại bị cấn thương. Hả? Hắn đã ăn hạng công giọng rồi. Đạo Thiên Thu cả kinh nói, trần thực một điểm chỉ đi. Tào Đạo Nhân giơ tay tiếp lấy một chỉ này, thân thể đại trấn chung quanh ma khí phun trào, giống như là nhục chí bị trần thực đem ma khí rút vào trong cơ thể đem nguyên thần của hắn đánh ra khỏi thân thể trần thực hất cái lưỡi dài trong miệng ra quấn lấy cả người và nguyên thần của tào đạo nhân chuẩn bị nuốt xuống một lần xương bình công ngồi ngay ngắn trên không trung cái râu dài trắng như tuyết bay múa ở hơi trên không trung rung rẩy quá thành từng con dao lông màu trắng Gạo thét tới uống lượng quấn quanh trần thực chỉ lộ ra cái đầu của hắn mà thôi Trần Thực cố gắng rút đầu lưỡi lại, cố gắng kéo nguyên thần của Tào Đạo Nhân vào trong miệng. Tứ chi nguyên thần của Tào Đạo Nhân chống cái lỗ mũi và cái cầm của hắn, cố gắng để không bị kéo vào trong miệng. Xương Bệnh Công cười ha hả, mắt bắn ra hai đạo kim quang chém về phía đầu của Trần Thực lộ ra bên ngoài, cười nói: <laughs> Tào Đạo Hữu chết còn quản hốt, xem ta chém hắn đây. Hai đạo kim quang này chính là khí tức kim can Không thể phá quỷ Vòng qua ba cái vòng quanh cổ trần thực Cổ trần thực cũng đã thấy máu rồi Nhưng mà cái đầu lại không có rơi xuống Mà không khỏi lộ ra hung quang Hai mắt bắn ra hai đạo ma quang Chiếu về phía xương bình công Đồng tử mắt trái của hắn nhìn sang bên phải Đồng tử mắt phải thì nhìn sang trái Hai đạo ma quang giao qua nhau Suy lên một tiếng cái đầu tóc trắng xóa của xương bình công từ trong cổ bay lên cái vị lão giả này thực lực mạnh mẽ cũng vẫn như là trước chưa có chết thân thể không đầu lập tức phi thân lên đuổi theo cái đầu lâu hai tay ôm cái đầu kêu lên <laughs> thật là lưỡi hỡi hai đạo ma quan trong mắt của trần thực cất đứt toàn bộ dao lông màu trắng do cái chòm râu của hắn tạo thành dùng sức dễ ra đánh gãy bạch dao lông đang quấn quanh người đột nhiên thoát thân Đi thẳng tới xương bình công kêu lên <laughs> Xem ngươi chờ nào chết Xương bình công ôm đầu chạy như điên Nguyên thần của tào đạo nhân còn ghé sát trên mặt của trần thực Giống như là một con bạch tuột Cố gắng đối kháng với sự lôi kéo của đầu lưỡi trần thực Tạo đạo nhân cố gắng kiên trì Viên sơn tán nhân giết tới Đưa tay chỉ lên trời Kinh bầu trời vạn lôi lao nhanh dọc theo ngón tay của hắn gào thét mà xuống bổ ở trên người trần thực trần thực bị đánh cho lão đảo lắc mình đi tới bên người viên sơn tán nhân thân hình xoay tròn chân phải nặng nề quét ở trên cổ của cái vị tán nhân này viên sơn tán nhân bị quét bay ra bên ngoài như là cối xe gió người ở giữa không chung chưa kịp ổn định lại thân hình thì trần thực đã đuổi kịp hắn nhấc cái nắm đấm lên đạp vào trong đầu của hắn Hai người từ trên trời giáng xuống Rầm lên một tiếng Đạp ra bên ngoài cũng trông thành Chúng ta nhân vội vàng chạy như bay Nhanh chóng chạy tới Phượng, Phi Hoa Tới lên một cây kim châm Nhanh như là tia chớp Đi tới hậu tâm của Trần Thực Kim châm này không phải là vật phàm Chính là lúc nàng du lịch thiên hạ Đi ngang qua một thôn trang Thôn trang đó đã xảy ra cái chuyện tà dị Trong thôn có một cái giếng trong giếng đột nhiên phun ra một cái loại nước màu vàng bất luận là người nào thế gần đều sẽ tan xương nát thịt nàng ngồi ở bên cạnh tinh luyện kim khí trong giếng đợi cho kim khí hết đi thì trong giếng xuất hiện một cây cột màu vàng rực rỡ phượng phi hoa biết vật này là bảo vật tiền sử hôm nay hiện ra nhất định hữu duyên với mình vì vậy đã luyện cây kim trụ này làm cây kim châm từ khi khẩu kim châm này được luyện thành cho tới nay vô lượng là pháp thuật gì bảo vật gì cho dù là kim thân của đại báo quốc tự cũng sẽ dễ dàng bị phá đi kiên thuyết kể rằng từng có người mượn khẩu kim châm này của nàng quyết đấu với khổ trúc thiện sư cuối cùng đã phá được đại luân minh vương kim quan chú của khổ trúc thiện sư có thể thấy được cái sự lợi hại kim châm đi tới phía sau trần thực trần thực cũng không thèm nhìn cái ngón trỏ tay phải chỉ về phía sau kẹp lấy Vậy mà trong nháy mắt Trước khi kim châm nhập thể Đã bị hắn đem kim châm này kẹp lấy Phượng phi hoa Sắc mặt đỏ bừng Ra sức thúc giục châm này Nhưng mà tay có trần thật vẫn không có nhúc nhích Phi hoa Ta tới giúp ngươi Một vị tán nhân khác Là liễu tam thông Y phục phiêu đảng Dừng ở bên người phượng phi hoa Cùng với nàng hợp sức thúc giục kim châm ta cũng tới tường chợ cái vị tán nhân thứ ba tên là loan hạo chi cũng chạy tới ba người sống vai mỗi người bấm kiếm chỉ phía sau nguyên thần nguyên ngai sừng sững quảng đại vô biên thần quan trùng tiêu chiếu sáng hắc ám nhất tệ thúc giục khẩu kim châm này mũi kim châm đã cỡ đằng sau tim trần thực suýt một chút nữa đã đâm vào trong da thịt lực lượng khổng lồ vậy mà đã ép đến thân thể trần thực không ngừng trượt về phía sau đứng không vững thân hình sương bình công ba người viên sơn thiên dương đồng tử nhạc sư áo xanh cùng với rất là nhiều tán nhân khác lập tức phân ra tả hữu trên dưới cũng có người từ phía sau ghép lại đều tự bộc phát ra pháp thuật hướng về phía trần thực mà giết tới mà nguyên thận của tào đạo nhân còn đang ghé sát trên mặt của trần thực cố gắng đối kháng với đầu lưỡi của hắn trần thực đột nhiên xoay người nhảy lên cánh tay vặn vẹo xoay tròn một vòng. Dựa theo câu nói của người bình thường, thì cái cánh tay xoay tròn đến cái góc độ này thì đã sớm gãy thành hai đoạn rồi. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác vẫn không có gãy. Kim châm đâm ra lập tức thất bại. Chờ kim châm lại một lần nữa bay trở về, chân thực gặp tay bắn ra, đinh lên một tiếng. Kim châm nghiêng về gào thét mà đi. Cái này còn đánh được nữa sao? Phượng Phi Hoa Loan Hạo Chi cùng với Liễu Tam Thông. Ba cái vị tán nhân thấy một màn như vậy, xin lòng tuyệt vọng. Ngay cả Kim Châm cũng có thể tránh được, còn tránh không được thì lập tức búng ngón tay, vậy thì căn bản không cách nào bắn chúng được hắn rồi. Đánh không chúng hắn, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Chỉ sợ, chỉ có mấy lão yêu vật đại thừa cảnh xuất thủ thì mới có thể hàng phục con ma này thôi. Phượng Phi Hoa trong lòng tuyệt vọng. Mấy lão yêu vật đại thừa cảnh kia thần long thấy đầu không thấy đuôi. Chỉ thỉnh thoảng lộ diện khi hội tụ. Nhưng mà ngày thường rất khó mà gặp được. Lần cuối cùng mà nàng nhìn thấy hai người bọn họ vẫn là vào 10 năm trước lúc Trần Dần Đô mang theo Trần Thực tham gia tán nhân tụ hội. Đấy kinh động đến hai cái lão yêu vật đại thừa cảnh ở phụ cận cho nên đã ra bên ngoài cảnh cáo Trần Dần Đô không nên gây chuyện. Tốc độ của trần thật quá là nhanh Quỷ mị bình thường Lắc mình thì lập tức biến mất tại chỗ Đợi tới khi thấy rõ thân hình của hắn Thì hắn đã lập tức đi đến bên người của một vị tán nhân Những tán nhân khác chỉ có thể hỏa tốc cứu viện Nếu không sẽ bị hắn xử lý ăn tươi Ngân ngủi thời gian mấy hơi thở Từ 22 tán nhân lập tức đã có 17 người bị thương Một người bị chặt đầu một người thì nguyên thần sắp vào cửa còn một người thì đã mất mạng thiên dương đồng tử hoảng sợ thầm nghĩ nửa canh vợ nhiều nhất là nửa canh vợ hắn có thể xử lý hết thể chúng ta giờ đây xin cỡ ở đâu chứ hắn đột nhiên bỏ qua mọi người chạy như bay mà đi nhưng trong nhá mắt lập tức từ chỗ vòm trời ngã xuống trở lại cũng châu thành mơ vực của trần thực so với ma vừa của cái vị ma nữ thành niên ứng như mộng kia còn cường đại hơn. Cho dù là tồn tại như gã thì cũng trốn không thoát. Sa bà bà và tiêu vương tôn quanh co khúc khiểu ở trong thành Cũng Châu rốt cục cũng đã mang theo hồn phách của Lý Thiên Thanh tìm được Lý Thiên Thanh và Hắc Hoa. Chỉ thấy một người một chó mang theo một chiếc xe gỗ đang trốn đồng trốn tẻ ở trong thành. Tiểu thợ đã chết rồi. Sa bà bà lớn tiếng nói Thân thể Lý Thiên Thanh đại chấn Mạnh mẽ dừng bước lại Trong mắt rưng rưng thất thành nói Cái gì? Chuyện này không thể nào Hắn còn chưa có nói xong Hắc oa đứng lên như con người Đẩy hắn sang một bên Đi tới trước mặt của Sa bà bà Tiếp tục hợp tác ngay Sa bà bà nghiêm túc nói Hắc oa nghiêm túc gật đầu Tiêu vương tôn rơi xuống đất Vỗ vỗ vai của Lý Thiên Thanh rất là đồng cảm Nói Không cần phải đau lòng Không phải là tìm ngươi Người giống ta Lúc này còn không bằng một con chó Sao bà bà không biết từ nơi nào Đã lấy ra một cái chậu thang Chậu thang đã sớm bị đốt đen xì Mặt ngoài đều là vết thang Trong chậu Chứa đầy giấy vàng vẽ phù Có vẻ các loại danh húy Của thần Linh U Minh Cùng với địa lý núi non âm phủ mấy ngày nay ta dùng dương giác thiên linh đang chiếu rọi âm phủ đã đem u minh chia làm chính đại khu và có vẽ lại bản đồ địa lý xe bà bà trải một quyển bản đồ địa lý ra bản đồ địa lý nổi trên không trung dần dần hiện ra địa lý núi non âm phủ bản đồ địa lý bằng giấy dần dần giống như là hòa tan trong không khí chỉ còn lại những núi non đất liền này bàn tay của sa bà bà nhẹ nhàng đè xuống địa lý âm phủ rơi xuống đất dài rộng đều là khoảng 10 trượng lão bà lấy xiêm y của trần thực đã mặc ra hất oa đi tới ngửi ngửi xe bà bà đốt chậu than nói ta ở đây truy hồn còn ngươi thì đi tới cứu người lão bà lê động chống vân vương thế tiếng chống và tiếng xào xạc chợt nhìn thấy trong chậu lửa có từng cái tấm hoàng phụ được thiêu đốt phiêu đảng bị lên Hỏa diễm hướng về phía trước vọt lên cao hơn một người. Trong lửa, từng có lá hoàng phù càng ngày càng sáng ngời. Phía sau hỏa diễm, hiện ra núi sông âm phủ. Sao bà bà cảm ứng được phương vị hồn phách của trần thực thúc đẩy chậu thang? Khiến cho chậu thang di động trên địa lý núi sông âm phủ, đột nhiên ngẩn đầu. Kính là nơi này, hắc oa. Hắc hô lên một tiếng, tung người nhảy vào trong hỏa diễm. Sau khi rơi xuống đất, đã nhìn thấy bốn phía là một mảnh quỷ khí dày đặc, âm u ẩm ướt. Nó giống như là một sơn mạch di động, chung quanh dấy lên ma hỏa địa ngục hừng hực, bốc khói đặc cuồn cuộn, cúi đầu ngửi ngửi trong đồng lầy, đột nhiên các bước chạy trên đầm lầy, tuyệt trần mà đi. Đã kết thúc tập 86 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 87 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch chương nhé.